chào bạn. Cây mồng trâu của mình đã nở hoa rồi nhé các bạn. Cây này sau khi họ nhà muồng nên sau khi nó nở hoa nó sẽ có những cái quả muồng. Trong đó nó bạn tách quả ra thì nó giống như quả hoa phượng vĩ ấy. Giống như quả đỗ ấy. Thì trong nó có rất nhiều hạt. Mình sẽ tặng bạn để ươm thì đảm bảo mà các bạn là hạt giống mới thì khả năng nảy mầm rất cao. Bạn sẽ không cần phải đi xin cây giống, mua cây giống ở đâu cả nhé các bạn. Bạn nào mà nhu cầu muốn trồng cây này để chữa cái bệnh hắc lào, đó là bệnh lác đấy, thì các bạn là vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại để dưới phần miêu tả. Thậm chí mình có thể dán lên màn hình đây cho các bạn nhìn thấy, các bạn chủ động liên hệ nhé. Nhưng mình nói trước là tiền ship này thì bây giờ Viettel người ta bắt thanh toán trước các bạn ạ. Mình tặng không cho các bạn, nhưng mà cái tiền ship thì các bạn phải chịu nhá. Vì nhiều bạn xin quá thì mình không thể báo được tiền ship để tặng các bạn. Còn bạn nào ở Hà Nội thì liên hệ mình đến trực tiếp nơi mình tặng nhá. Thân ái chào các bạn.